Hello mọi người, hiện tại bốn thầy trò dòng nhỏ Kim Tiểu Long đang có mặt ở thành phố Tây Ninh nha mọi người. Sáng hôm nay sẽ ăn sáng ở quán cơm niêu, rồi bốn thầy trò sẽ lên núi Bà Đen nha, lên đỉnh núi Bà Đen thắp hương nha mọi người. Ăn cơm niêu, sáng cơm niêu nha. Giờ anh đồng nhỏ kêu món. Bây giờ cho dĩa đậu hũ chiên xả, dĩa đậu hũ chiên muối ớt đi. Dạ. Ừ, đó, ăn đi. Rồi mình ăn đồ săn động với phái không, cho nên cần phải ăn nhiều. Rồi còn ngoài ra... Anh ăn xào không, hoa luộc không? Hả? Anh ăn đồ xào không? Rau xào. Rau rau luộc, lũ rồi rau. Đập đẩm luộc kho quẹt không anh? Ừ, kho kho quẹt. Giờ cũng... Ngoài ra còn một chai nữa không? Nấm kho, nấm kho tiêu nha. Dạ. Rồi. Nấm chua rơm kho tiêu. Dạ. Rồi, giờ canh gì đó? Canh hồi nãy canh chua đó. Dạ. Chua măng. Rồi em làm đủ 4 người ăn. Ok. À, vậy là mình ăn chay đó luôn. Ăn chay hết. Dạ. Hôm nay đi lên chùa Bà cho mọi người ăn chay nữa. Dạ. Rồi. Cho anh uống nước gì đây nè. Cho ở đây em có ô lăm, bẻ, xịt đi, xử lý, đẻ. Tí nữa ra món mình sẽ quay tiếp mọi người, rất là dễ thương nha. Biết uống bao nhiêu xịt đi sao? Chia sẻ cái cảm xúc. Trong cuộc đời, chủ quán này mọi người, chủ quán. Cửa quá nhiều xin vô ngủ quá chứ. Còn ok. Tối tính xin vô đây ngủ quá, mọi người cho không? Có cái ngủ. Lại là không thôi. Kỷ niệm, trời đó, lâu lâu mới lên. Trận 5 thôi. Rồi chụp hình xong chia sẻ sau nha. Đó là mấy anh chị em ở trong điều hành. Con nhiều, 24 không? Ai cũng 22, 22. Ai lên Tây Ninh đó, là các bạn, các anh, các chị, bà con, cô bác ở đây, cái quán cơm niêu ở đây rất là ngon. Mà Long năm nào Long cũng đến đây, Long ghé Long ăn ủng hộ tất cả các em hết trơn á. Nhưng một điều là đồ chay có nha, đồ mặn có nha, phục vụ rất là sạch sẽ và chu đáo và thoáng mát nha. Cho nên là mình lên tới Tây Ninh là đường chính, là đường này là 30 tháng 4. Đường 30 tháng 4 nha. Lớn nhất Tây Ninh, trung tâm thành phố Tây Ninh. Lớn nhất Tây Ninh là ngay chỗ này nè. Trung tâm thành phố luôn, ghé quán cơm niêu. Cơm niêu 22. Chai mặn mỗi ngày đều có. Chai mặn mỗi ngày đều có. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu kìa, ở đây không có bia như vậy. Ở đây không phải gì vậy. Thông thương nhau, quý nhau, làm gì thôi, không có bia trong đó. Nhiệt tình của quán, nhiệt tình nghĩa của quán chung là rất là... Anh tin dùng em cũng không làm việc. Ok, cơm rồi, cảm ơn. Thì bây giờ các bạn tiếp theo là cái tiết mục là sẽ chia sẻ cái cảm xúc mà đi tìm nhà khách sạn này của chú vậy. Bị ám ảnh luôn á đó. Đó, bây giờ anh Lâm sẽ chia sẻ cảm xúc đêm hôm như thế nào nha. Không biết thế nào, từ Đắk Nên chạy tới Tây Ninh là hát lúc đó cũng gần 8 giờ tối rồi. Chạy tưởng sớm lắm, trời mừng quá, mới 12 giờ 1 giờ mừng quá, hiểu không? Đó. Tới khách sạn thì á, là ta nói mà kiếm được cái phòng ngủ là tới 3 giờ sáng. Anh như cái này hôm giống như cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà vậy đó anh. Buồn, không biết làm sao, nhưng mà nói tóm lại đi Tây Ninh vào những ngày này và tháng này là mình phải đặt phòng trước. Mình không thể nào mà đến bốc tự nhiên như mọi khi được nha quý vị nha. Coi như là em từ Tây Ninh em tìm phòng trọ, em ngủ từ khách sạn, em xuống cấp cho tới phòng trọ, xuống tới Gò Dầu. Ở Gò Dầu là coi như là hầu như không còn khách sạn luôn, chỉ được cái phòng ngủ là coi như là gọi là phòng nghỉ, phải không? Nhà nghỉ. À, nhà nghỉ có nghĩa là còn hai phòng duy nhất, để lật mặt ra là mặt lại là còn phòng. Vô hỏi còn hai phòng duy nhất đủ cho hai đứa tài xế với Kim Tiểu Long với bà Linh Trẻ, cô Linh Trẻ, thấy không? Vừa vô xong nó hỏi sao hai phòng nó mừng muốn chết, không có mấy lần
máy quạt đâu mà lâu giờ Long đâu có ngủ máy quạt được đâu. Long ngủ máy quạt là bởi vì thổi vô cái phổi của Long là Long bệnh, cho nên nguyên cái máy quạt Long xây chỗ khác luôn. Long ngủ mà trong cơn nóng, mà trong cơn nóng đực luôn ha. Sáng thức dậy là coi như là một hai tắm rửa chả phòng đi liền tay tới khắc. Rồi bây giờ là coi như là ăn xong cái bữa cơm này, nó tóm lại thì cũng có khứ sướng, cũng có khổ, cũng bất cực như vậy, để cho biết cuộc đời của mình nó như thế nào, nó ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Nhưng vậy mà vui hả? Ừ, thôi kệ đi, có cái này, có cái kia, chứ lúc có sướng, có buồn, có vui, có khổ, như vậy mới là ra con người. Đó, cho nên là mình như vậy mình mới tu được chứ. Chứ sướng hoài mình đâu có tu. Chưa kể vấn đề mà xả nước tắm. À, nước mà tại vì nước đáng là nhiều, nước mà gọi mà giống như người ta ông bà xưa người ta nói nước mà giống như cái dòi nước giống chuột đái cứ đấm, thay vì xa thì mình sẽ tắm rất là nhanh, nhưng mà cứ nhí mà tắm rồi hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới xong. Thì quý vị nghĩ lên thôi, cũng ráng chịu đựng, cái đó là một cái sự thử thách chịu đựng coi là mình có kiên trì hay là không đó. Rồi bây giờ gì thì mình xong rồi thì bây giờ mình phải ăn đi, có thịt mới dựng được đạo. Ăn no xong rồi bắt đầu mình sẽ lên nước bà chi à, thì bây giờ cái phần mình chuẩn bị ăn sáng nè, coi nè cái nồi hôi thối con niêu nè, thấy không? Wow, nóng nha mà thơm quá. Đây là cái thố con niêu, mỗi người một thố, em một thố này là vừa rồi, không có dám ăn nhiều nhé. Yeah. Ô trời ơi, cái tay bỏ xuống nóng phỏng tay chai rồi, mất cảm giác luôn rồi. Tay chai rồi, cái tay chai tới nỗi mà mất cảm giác nè. Cái này nó nóng dữ lắm, con sợ phỏng cái tay của cô. Tí nữa là sẽ review tiếp thức ăn lên nha mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Canh chua măng là nghe mùi thơm quá trời mọi người ơi. Cô nói anh chia sẻ trên núi Cấm, cô nói nó kể cái vụ ăn chay ăn mặn, thì cô mới nói là xạo quá, tôi ăn mặn cả đời nè, có sao đâu. Nhưng mà nhớ là không phải, thì cô ăn mặn được thì con cũng mừng cho cô, con cũng chúc mừng cho cô, là bởi vì do nơi là các phước báo của cô nó còn lớn. Thì vậy thôi à, chứ còn ngoài ra là những cái người mà phước mỏng có nhiều khi người ta mới bàn mang cái bệnh nghiệp. Còn bây giờ thì cô ăn được thì cô cứ ăn, con mừng cho cô. Chứ không phải là đây là kể chuyện những cái nhân chứng sống trong cuộc đời mà Phật Pháp đưa ra những cái nhiệm màu, những cái luật nhân quả, những cái mà trên cuộc đời này là nhân quả là có sự thật. Cho nên là luật gì né được, nhưng mà có cái luật nhân quả là mình không né được. Nhưng mà biết nhiều cái đâu là cái phước của cô ăn được, cô còn ăn được thì cô cứ ăn đi. Nhưng mà bây giờ thì cô chưa cảm nhận được, thì khi nào mà mình biết mình có trả quả hay không, có luật nhân quả hay không, thì lúc mà mình nằm xuống á, lúc đó là mình biết là cái sự ăn của mình, rồi cái sự dùng của mình, cái sự sát hại chúng sanh mình thật như thế nào này, khi đó thì lúc mà tận tử nghiệp của mình thì mình mới biết. Chứ còn bây giờ thì phước mình còn, phước mình đúng, còn đúng, thì đúng, mình thấy được cái điều đó. Cho nên là nấu cơm trái còn nhiều chỗ, không chia sẻ là nấu cơm xong nó bỏ vô nó láo. Cho nên là Nam Mô A Di Đà Phật, có gì thì Long về sám hối mọi người. Bây giờ mọi người ăn chung nhé. Qua cái câu chuyện đó Long gặp được nó xuyên này rồi, đã cũng đưa lên trên núi để qua cũng xuyên nè. Bây giờ mà thành chấp chấp nhiều đi cũng được.
sao cũng đi lên nhà anh. Quá dễ thương rồi mọi người, rất là dễ thương nha. Rồi,